theo trong chương trình ngày hôm nay. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Cho em hỏi một chút nữa là em cũng có đang nuôi có 8 con lợn nái và đã có 3 con nó đẻ rồi, và khoảng 1 năm trước có một con lợn nái nó đã thì bây giờ đang một con đã có sữa này đẻ và có tiếp tục con và nó ăn là tốt nhất ở. Dạ vâng ạ, thưa chuyên gia Trương Văn Dung, hiện nay thì gia đình khán giả có nuôi 8 con lợn nái và lợn của gia đình khán giả có triệu chứng là bị sốt, bỏ ăn, sau đó thì chết. Hiện nay thì khán giả đã sử dụng thuốc Amoc để điều trị bệnh cho lợn rồi và rất mong được chuyên gia tư vấn nguyên nhân cũng như là cách chữa trị trong trường hợp này ạ. 8 con lợn nái đó nhưng mà tức là họ chưa chưa sinh đúng không? Dạ, có 3 con đẻ rồi và 5 con đang thực. Thế thì bây giờ nó bị chết mấy con rồi? Dạ bị chết một con, nó đang mang thai được 2 tháng rưỡi ạ. 2 tháng rưỡi thì coi như mẹ tức là con mẹ nó bị chết đúng không? Thế thì tôi hỏi chết cả mẹ cả con trong bụng luôn. Chết cả mẹ cả con trong bụng luôn. Thế thì tôi muốn hỏi chị một chút thế này, tức là nó có sốt không? Có sốt. Dạ có sốt. Có sốt. Thế và trước khi mà lợn còn mang thai chị có tiêm vaccine tụ trùng không? Dạ em có, nhưng cháu có tiêm đủ đầy đủ hết tất mọi vaccine ạ. Quay xanh rồi sau khi dịch tả các thứ là cháu có tiêm đầy đủ vaccine tất cả. Nó thế nó có bị tiêu chảy không? Dạ không, nó chỉ táo bón thôi ạ. Táo bón. Thế thì tôi nghĩ thế này này, chắc chắn là chị chưa tiêm vaccine tụ trùng. Mà chị mới chỉ tiêm những vaccine có liên quan đến cái lợn nái mang thai thôi. Ví dụ như bệnh khô thai này, bệnh tai xanh này, là mồm nó móng, bệnh lepto, là những cái đó nó liên quan đến cái quá trình mang thai, và nếu như không mà tiêm ấy thì nó bị mắc cái bệnh đó, nó có thể đẻ non hoặc là bị chết thai chết trong bụng. Thế nhưng trong trường hợp này chết của mẹ và chết mẹ chết cả con luôn ấy, thì tôi cho rằng này là bị tụ trùng cấp tính. Bị tụ trùng là do cái vi khuẩn Pasteur Namuntoxida serotype B nó gây lên. Thế thì trong trường hợp như thế này ấy, thì tôi khuyên chị thế này nhé, như vậy nó đã bị thì cả đàn nó cũng sẽ đều bị phơi nhiễm cái bệnh này. Chính vì vậy cho nên là chị nên dùng cái amoxicillin, cũng không phải là tốt lắm cho đối với bệnh tụ trùng, mà tụ trùng tốt là anh phải dùng cái thuốc enrofloxacin hoặc là doxycycline hoặc là cái thuốc oxytetracycline. Đây là cái thuốc mà nó mẫn cảm tốt đối với cái vi khuẩn tụ trùng hiện nay. Thế thì theo tôi ấy, là đối với những cái con nó bị bệnh như là con chết rồi thôi, đang nói đúng không? Thế còn tất cả những cái đàn đó thì tôi nghĩ rằng là chị nên dùng cái thuốc endoflorazine hoặc doxycycline hoặc là oxytetracycline. Chúng ta tiêm bắp cho một lần trên ngày, tiêm bắp liên tục trong vòng 5 ngày cho toàn đàn. Thế và khi tiêm toàn đàn như vậy rồi, đồng thời mình mới tiêm cái thuốc mà để nâng cao sức đề kháng, thì dùng thuốc caffeine kết hợp vitamin B1, vitamin C, ba thứ đó kết hợp với nhau và tiêm một lần trên ngày, tiêm 3 ngày liền. Thì như vậy nó sẽ nâng cao được cái sức đề kháng. Thế và nó sốt thì chúng ta phải dùng thuốc allergen C để hạ sốt. Đấy điều chắc chắn. Chúng ta phải dùng allergen C tiêm một ngày trên lần, tiêm 3 ngày liền. Thì khi tiêm đó, khi nhiệt độ nó xuống ở trạng thái bình thường thế nào lợn là bình thường? Lợn bình thường là 38 độ và 38 độ 5 là bình thường. Đấy thì như vậy. Thế và dùng thuốc bổ Catosan, vì kể những con nó cũng có thai và con đã đẻ rồi thì chúng ta dùng thuốc bổ Catosan 10% tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 5 ngày liền. Cái thuốc bổ Catosan này nó vừa hỗ trợ cho quá trình điều trị nhưng đồng thời nó kích thích làm cho tuyến sữa phát triển. Và nếu mà nó đang mang thai thì nó sẽ ổn định được cái thai. Thì nó sẽ tốt. Và tất nhiên chúng ta sẽ thực hiện biện pháp vệ sinh tiêu độc trùng nuôi để diệt mầm bệnh môi trường. Và chúng ta ưa kháng sinh vào điều trị thì chúng tôi vẫn có thể ổn định được trong vòng 3 tuần. 3 tuần. Thế thì sau khi mà nó sinh con xong rồi, thường độ khoảng 3 tuần thôi, thì chúng ta nên dùng vaccine phòng bệnh tụ trùng, tiêm phòng toàn đàn. Thì như vậy nó sẽ chống được cái bệnh này. Thế còn những cái bệnh mà như vừa rồi tôi nói, một số cái bệnh liên quan đến nái mang thai ấy, thì những cái bệnh đó chúng ta đều phải được tiêm phòng trước khi phối giống, thì bao giờ nó cũng sẽ đem lại sự an toàn đối với chân luyện này.
Dạ vâng, thông qua những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Trương Văn Dung thì chúng tôi nghĩ rằng là khán giả đã có thêm rất nhiều những kinh nghiệm quý trong quá trình chăm sóc lợn nái mang thai và chúc cho khán giả chăn nuôi thành công. Cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình và xin được cảm ơn chuyên gia Trương Văn Dung với những tư vấn vừa rồi ạ.